Điều gì đã làm chị ấy thay đổi hoàn toàn chỉ sau 60 phút? Hãy cùng khám phá bí mật bất ngờ đằng sau vẻ đẹp này. Nếu gặp chị Thu Hà của 2 tháng trước đây, chắc hẳn bạn sẽ nghĩ rằng chị ấy là một phụ nữ đã đứng tuổi. Nhưng thực tế hiện tại chắc chắn nhìn chị ấy không giống một phụ nữ đã hơn 50 tuổi. Bí mật của chị ấy để có được vẻ đẹp như hiện tại chính là nhờ trải nghiệm công nghệ trẻ hóa da nâng cơ Untherapy. Không cần dao kéo, không tia laser, Untherapy sử dụng sóng siêu âm hội tụ vi điểm để kích thích sự sản sinh collagen giúp da săn chắc. Đây được coi là công nghệ nâng cơ, căng da một lần duy nhất, không phẫu thuật hàng đầu thế giới, nhờ năng lượng sóng siêu âm vi điểm tác động nhiệt đến độ sâu 4,5mm, giúp phá hủy elastin và collagen cũ. Nhờ tác động sâu và chính xác đến lớp cơ, công nghệ này được chỉ định trong điều trị sụp mí, nâng cúc mày, thắt gọn nông cằm, nâng cơ mặt, nâng da trùng nhão, tạo gương mặt V-Line không phẫu thuật. Tôi thực sự rất là bất ngờ và hạnh phúc. Thật không thể tin được, chỉ sau có 60 phút mà những vết nhăn ở trên trán, ở quanh mắt và miệng của tôi đã biến mất. Đường nét của khuôn mặt cũng sắc nét hơn rất là nhiều. Và nhìn làn da của tôi bây giờ không khác nhiều so với thời con gái. Thật kỳ diệu đúng không ạ? Thực sự tôi cảm ơn chương trình, cảm ơn thẩm mỹ quốc tế Bali đã cho tôi cơ hội để thay đổi ngoại hình, cho tôi cơ hội tiếp xúc với phương pháp nâng cơ trẻ hóa làn da Untherapy như thế này. Và nhờ có chương trình, nhờ có thẩm mỹ viện Bali mà tôi đã lấy lại được sự tự tin. Tôi không còn lo lắng mỗi khi đi ra ngoài hay là đi bên cạnh ông xã tôi nữa. Liên hệ hotline 01686463463 ngay hôm nay để được tư vấn miễn phí và có cơ hội nhận những ưu đãi hấp dẫn chưa từng có.